Mến chào quý khán giả, mến chào tất cả những bà con, cô bác, anh chị em đam mê những chiếc vỏ lãi cano để mình lắp đặt những cỗ máy mình chạy trên sông nước. Đầu video cũng gửi lời cảm ơn quý khán giả mình ha, luôn đồng hành xem video của mình trong suốt thời gian qua. Rồi để ra chờ khui thùng ra rồi hả nói ha. Chương trình là mấy bữa trước mình có nói sơ sơ đó. Đây động cơ. Một ngàn mốt cc. Đâu rồi cái tên nó đâu vậy? Zeki ha. 120 mã lực. Tua là 6750 GBM. Ba cái bugi. À, mới đập hộp nha, mới khui thùng. Xíu test thử về cái động cơ này là mình dự kiến lắp đặt lên cái cano 5m4. Nhưng mà chạy là chạy cái đuôi phản lực nước nha, cái ống phản lực nước. Cái ống phản lực nước là ở đây ở tiệm có chế thêm. Tại vì cái ống phản lực nước nó không có đủ á, cho nên mình phải chế thêm, độ thêm chạy được cái chiếc này. Quý khán giả đón xem coi, từ từ coi cái chiếc này chạy như thế nào ha. Giờ đang gáp cái phần bô ấm vô ha, bô xả ấm gáp vô, tại vì mình gỡ ra để vô thùng vận chuyển cho nó gọn á. Cái này mình gáp lại. Có ba cái bình xăng ha, hoạt động cho mỗi máy mỗi bình xăng riêng ha. Cái miệng phun của nó được gần 9cm đó nha. Miệng phun này nè. Mình có đo ở cái video trước á. Đoạn này chế nha. Đó để mình học tay vô mình gỡ cỏ ngay cánh quạt nè. Bề này mình úp xuống. Đây nữa có cỏ, mình mở cái nắp ở đây mình gỡ cỏ. Đó cánh quạt kế bên đó. Này nữa hàng lại hết nha. Mình mới ra mẫu thôi. Sao hàng liền vậy nè. Nữa úp xuống cái lường cano nó vậy á.
làm nối thêm cái để bẻ qua bẻ lại. Vậy chuẩn bị lên chiếc này ha, chạy ống phản lực nước 5m4 nha. Chuẩn bị chụp vô để cắt. Cái vách đứng nha, phần này nó ở phía sau, cái vách đứng của chiếc cano ở đây, vòng tròn này ôm vô cái vòng tròn đó. Này ở phía sau ha, đây chở vô là trong cano, đây là bên ngoài. Bị đắp thêm đó, đắp dày lên. Mình đắp dày lên ở phía bên trong, keo dưới sợi đâu cũng nhiều lớp sợi lắm ha, đắp dày lên để nữa mình bào ở phía dưới lên. Phần đó thì đắp xong rồi, đây cũng áo qua luôn rồi nha, chùm hết lên, chùm bằng keo sợi composite. Ở dưới cái lườn cano á, mình phải sửa lại, nghĩa là mình phải mài cho nó hót lên đó, nếu không á, nước nó đi á, nó chết ngang luôn, là cái ống mình nó thiếu nước chạy nha.
bu giảm thanh ha. Từ ga đó đó. Đang làm cái vô lăng. Cái nắp hạ đậy hầm máy đang làm. Chỗ để bình nhiên liệu xăng pha nhớt. Đây để bình điện ắc quy. Ống dây đỏ là cái lái. Xanh là cái ga. Còn dây đỏ đó là cái số, cái ve. Cái lùi lại á. Mà hai sợi dây đỏ này nè. Hai sợi dây đỏ đi ra phía sau ha, một sợi là để chặn lại để ve để lùi á, một sợi là lái qua lại, đó là cái ống nước giải nhiệt, nước lên giải nhiệt máy. Đây sợi xanh là ga ha, thùng chứa nhiên liệu xăng pha nhớt. Đây cây này lái qua lại. Cây này là để lùi lại, chụp chụp này xuống lùi lại. Bộ này chế thêm nha. Chế thêm để qua lại á. Đây thì ụp xuống là ve lại.
hôm nay đưa xuống để chạy thử ha. Xin hẹn lại video sau. Chúc anh em có một buổi chiều xem video vui vẻ.